xác. Trời ơi, em diễn thiệt quá luôn đó, quá chân thật. Anh cũng diễn thiệt quá, em sợ quá. Em thấy anh diễn thật không? Đó, diễn sợ. Viên, diễn viên là phải vậy đó. Thôi, nhìn cái sợ này thấy cưng gì đâu á. Đúng rồi, đúng rồi. Trong khi anh sẽ có một cái phần đoạn như vậy đó. Một cô bé ngây thơ từ dưới quê lên xong bị cưỡng hiếp. Hay quá em ơi, diễn thiệt quá. Nhưng mà anh nói em đi casting mà sao ở đây không có camera, rồi không có ở phim trường hết trơn, không có ai chứ. Tự nhiên anh kêu em qua nhà riêng của anh chi vậy? Casting gì ở đây? Trong nghề em biết anh không? Biết. Phim của anh cứ mỗi khi ra